Vậy thì câu hỏi đặt ra, friend is a friend. Ở thời điểm này, ai mới là bạn đây? Thì họ phải ý thức được chúng ta đang ở một xu hướng tăng ở chính mà họ vẫn muốn tìm cơ hội, thì họ phải để ý vào những cái vùng chủ chốt này. Để xem, ôi, vừa nói xong. Thì giá phá vỡ vùng này, vậy thì họ phải nhận định cái cấu trúc thị trường tổng như thế nào đây? Rất nhiều kiến thức trong này nhé. Chẳng hạn như tôi sẽ sâu chuỗi ra cho các bạn. Đối với cái trend màu xanh thì nói rằng chúng ta đang có một xu hướng tăng. Các bạn nhìn kỹ nha, cái phần này khó nha. Chúng ta đang có một xu hướng tăng. Đối với cái trend màu đỏ thì chúng ta có thể nói rằng xu hướng vẫn đang còn giảm. Giảm này, đậm lên tí này. Và chúng ta không còn một cái trend tăng nào khác. Tại sao? Vì đây là 1, 2, đây là 3. Phải chi mà nó phá vỡ cái đỉnh này thì xu hướng tăng mới được hình thành. Và nếu nó phá vỡ đỉnh đó thì xu hướng tăng sẽ có rất có thể sẽ bắt đầu từ đây luôn. Còn không thì chúng ta vẫn có thể dự đoán là xu hướng tăng có thể hình thành thôi. Và xu hướng nào mới là đang thống trị thị trường tại thời điểm hiện tại? Đó chính là xu hướng xuống. Manh nha đang hình thành. Vì sao? Vì xu hướng tăng vừa kết thúc. Xu hướng tăng nhỏ đã kết thúc. Vậy thì tôi xin phép dự đoán thị trường như sau. Giá có thể hồi lên như thế này. Đúng với là cấu trúc thị trường. Sau đó giá sẽ bắt đầu di chuyển xuống. Thì có rất nhiều trường hợp xảy ra. Chẳng hạn như trường hợp cái đường màu đỏ này phá vỡ xuống đây và tiếp tục phá vỡ xuống nữa, sau đó xu hướng tăng mới hình thành. Hoặc là sau khi nó phá vỡ xuống, nó test lại cái vùng này và cái vùng này giữ được giá thành công thì sẽ bắt đầu đẩy lên và tạo thành xu hướng tăng. Nghe có vẻ rất là kiểu như ba phải đúng không? Nhận định như kiểu hai chiều á, cái này không đúng cái kia đúng. Nhưng thực ra không phải vậy đâu. Các bạn biết được là toàn bộ những cái xác suất có thể xảy ra trên thị trường, và việc các bạn cần làm duy nhất và rất là dễ chính là quan sát cái ông này. Quan sát cái ông này, cái ông này sẽ là cái ông quyết định thị trường. Vì sao? Vì để tôi đổi cái màu nha. Vì nếu cái ông này, ông màu xanh mà tôi vẽ là khoanh tròn màu xanh này, nếu ổng spike xuống, tức là ổng cắm phập xuống như thế này, ổng di chuyển như thế này, thì bạn chắc chắn đây là xu hướng xuống. Nhưng nếu cái cách ổng di chuyển xuống như thế này, ổng cứ bò xuống rất là chậm chạp, tức là động lực của thị trường đã hết. Thì đến cái bài sử dụng về về chỉ báo để nhận định động lực thị trường á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhìn. Thì cái ông này tôi sẽ đổi qua một cái ông mình gọi là cái ông bạn, ông friend này màu tím nha. Cái ông friend màu tím này mình chỉ cần quan sát cái cách ổng di chuyển trên thị trường là mình sẽ biết được giá sẽ dừng lại vùng này đảo chiều hay là di chuyển thẳng xuống vùng này rồi mới tăng. Các bạn thử nhận định xem. Đây. Giá bật lên quanh vùng này. Vùng này tôi vẽ không chính xác vì tôi đang vẽ hờ thế thôi. Thường phải kéo lên trên này. Tại vì mình đang dùng theo vùng mà. Nhìn này. Giá di chuyển được một đoạn này. Tôi thử đo nha. 64 pip. Sau đó giá là tiếp tục di chuyển bao nhiêu? 50 pip. Câu hỏi đặt ra là tại sao cái này 60 pip mà lần tiếp theo nó đẩy thì mới 50 pip. Động lực có dấu hiệu suy giảm. Lần sau nó lại đẩy thấp hơn lần trước. Chúng ta cùng quan sát reaction thì rất có thể nó sẽ đảo chiều. Một lần test này, ở đây đang test lại lần thứ hai này. Đây, cho các bạn nhìn bức tranh tổng thể. Một, hai, ba, ok. Vùng này vừa là cái vùng loanh quanh sau khi phá vỡ đây, giá bật mạnh lên từ đây và giá lại quay về đây có phản ứng. Mà trong cái lần phản ứng đó thì chúng ta sẽ thấy cái lần hai phản ứng này. Vậy nếu ngay tại đây có dấu hiệu của nến tăng thì bạn có thể vào lệnh đây, thì bạn có thể vào lệnh ngay cái nến này. Hoặc là bạn nếu mà cần lượng pip nhiều hơn thì bạn có thể chờ hồi, nhưng mà cái rủi ro bạn phải chịu là bỏ lỡ cơ hội nếu thị trường di chuyển ngay. Rồi.
Các bạn nhìn kỹ nha. Hồi nãy tôi nói cái gì với các bạn? Tôi nói là xu hướng tăng, đây là xu hướng tăng màu xanh. Sau khi nó phá vỡ thì rất có thể nhường chỗ lại cho xu hướng giảm. Và các bạn nhìn kỹ thì nó vừa tạo một cái xu hướng giảm. Ngay đây. Đúng chưa? Và nó lại vừa bị phá vỡ. Cộng với kiến thức chúng ta vừa nói, giá có thể bật ở đây. Tại sao nó bật ở đây? Vì lý do chúng ta đang ở một xu hướng tăng. Và chúng ta có một xu hướng giảm màu cam vừa bị phá vỡ, thì chúng ta phải nhận định rằng thị trường có thể hồi lại và bắt đầu phát triển. Và đây sẽ là đích đến của nó. Tối thiểu. Đây là đích đến tối thiểu nha. Vì sao? Vì sau khi lên đây, nếu người bán muốn mua, họ sẽ tìm cái vùng này, họ đẩy xuống một lần nữa. Còn việc chúng ta là mua vào, chúng ta đặt về điểm hòa vốn nếu các bạn đang lãi. Và chúng ta quan sát tiếp cái ong di chuyển này. Nếu ông bật mạnh lên thì xin chúc mừng. Bạn có thể dời lệnh dừng lỗ của mình lên thành lệnh lãi, tức là trailing stop. Còn nếu nó cứ bò bò lên đây thì bạn chốt lời luôn hoặc là đặt về điểm hòa vốn. Bạn chờ cơ hội tiếp theo. Có vẻ ổn rồi đấy. Bấm nào. Giá thậm chí phá vỡ cái xu hướng màu cam này. Mà ở một cấp độ lớn hơn thì đây cũng là 1, 2, 3, 4 xu hướng giảm này. Nên tôi sẽ bắt đầu xóa bớt để các bạn tránh bị loạn. Vì nhìn chưa quen mà. Xu hướng giảm nhỏ đã xong rồi nha. Mà giờ xu hướng lớn cũng bị phá vỡ luôn thì chúng ta không cần để ý xu hướng nhỏ nữa. Vì cả xu hướng lớn mà còn bị phá vỡ thì nhận định rằng thị trường sẽ tăng. Tôi khá tự tin là cái trường hợp này sẽ tăng. Đây, chúng ta đã có một xu hướng tăng hình thành. Và giá sẽ tiếp tục tăng từ đây. Đó chính là cách mà bạn nhìn 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 nhận thị trường. Ok, vậy là bạn đã hiểu cái lý do tại sao bạn cần phải hiểu rõ về xu hướng. Xu hướng đúng thật là người bạn. Nhưng mà ai mới là người bạn của bạn? Bạn phải nhìn trên biểu đồ và cách xác định người bạn đó ra sao. Tôi hy vọng video này có thể giúp ích cho bạn. Nếu các bạn thấy thích video lần này thì hãy đừng ngại like và subscribe cho mình nhé. Chúc các bạn một ngày giao dịch thật nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.